Chào các bạn, trong video clip ngày hôm nay, mình xin chia sẻ một chủ đề rất là hữu ích về bán lẻ, đó chính là mô hình nhất trong ngành bán lẻ. Đây là nội dung mình tóm gọn lại trong quyển sách rất là hay, đó là Vua bán lẻ của tác giả Ender và Sten. Và đây cũng là một quyển sách mà bác Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương mại Việt Nam, viết lời giới thiệu đến độc giả. Bây giờ chúng ta hãy xem vào mô hình nhất. Nhìn vào bức hình này, ta thấy vòng tròn ở giữa đó chính là hố đen. Xung quanh là những cái vị thế như là rẻ nhất, tức là nói về giá cả. Hay là dễ nhất, đó chính là về dịch vụ, tức là dễ mua nhất. Hoặc là khía cạnh nhanh nhất, tức là nói đến tốc độ phục vụ. Hay là vị thế lớn nhất, tức là đề cập về vị thế công nghệ mẫu mã mới nhất. Và trung tâm của nó chính là hố đen. Đây chính là mô hình nhất trong ngành bán lẻ. Hố đen ở trung tâm ý nghĩa là gì? Hố đen là tử địa, là đích đến cuối cùng của những công ty bán lẻ mà không còn phù hợp với khách hàng nữa. Nếu các bạn còn nhớ đến kiến thức vật lý trường phổ thông, thì hố đen là một điểm trong vũ trụ có lực hút mạnh, tới độ ánh sáng cũng không thể thoát ra được. Và cái hình ảnh này rất phù hợp để ám chỉ các nhà bán lẻ không tự xây dựng mình thành cửa hàng tốt nhất, đáp ứng theo một tiêu chí cụ thể nào đó của phân khúc khách hàng của mình, thì sẽ bị hút vào hố đen, tức là vòng tròn ở giữa. Một khi đã rơi vào hố đen á, thì chắc chắn sẽ không thoát ra được, bị tụt lại, thậm chí bị hút mất khỏi thị trường. Bán lẻ là gì? Có rất nhiều cái lưu ý, nhưng có hai cái mình đề cập ở đây. Cái việc đầu tiên đối với kinh doanh bán lẻ là chúng ta phải xác định đối tượng khách hàng hay là phân khúc khách hàng mà mình phục vụ. Nó càng cụ thể, nó càng rõ thì nó càng tốt. Rồi cái lưu ý thứ hai là chúng ta phải định vị và xây dựng cho mình một cái vị thế nhất ở một khía cạnh nào đó theo cái mô hình ở trên. Chứ đừng mắc sai lầm là cái gì cũng làm tạm được, khá được, tương đối. Cái điều sai lầm này á, nó sẽ dẫn đến chúng ta bị hút vào hố đen, mất sự cạnh tranh với đối thủ, bị khách hàng lãng quên và từ từ biến mất khỏi thị trường. Mình đưa ra một vài cái ví dụ áp dụng cái mô hình nhất vào thực tiễn kinh doanh như sau. Ví dụ như là một ai đó đang bán điện thoại chẳng hạn, mà chọn phân khúc điện thoại là Apple đi, tức là chọn vị thế là mới nhất. Phân khúc điện thoại là Apple đi, tức là chọn vị thế là mới nhất. Tức là mẫu nào vừa có là cửa hàng của mình cũng có trước tiên. Chỉ cần như vậy thì cố gắng xây dựng thì tạo được một vị thế trong lòng khách hàng, khiến họ nhớ đến cửa hàng của mình. Mỗi lần mà ra mắt cái mẫu điện thoại Apple mới ấy, là họ sẽ tới cửa hàng của mình, họ tìm mua. Hoặc là một ai đó kinh doanh cửa hàng bán quần áo bình dân chẳng hạn. Tức là mình hướng tới đối tượng khách hàng là bình dân, cho nên mình có thể chọn cái vị thế là nhiều mẫu mã nhất. Khách hàng vào trong cửa hàng của mình thì rất là nhiều mẫu mã để cho họ có thể lựa chọn so với những cửa hàng khác. Còn giả sử như một cửa hàng mà kinh doanh hàng hiệu chẳng hạn, hàng thương hiệu lớn, thì mình chọn cái vị thế nhất đó chính là mới nhất. Tức là mình cập nhật những mẫu mã gì mới nhất trên thế giới có thì mình cũng có. Lúc đó có thể là cộng thêm ít tiền, nhưng mà khách hàng họ có tiền thì họ cũng sẵn sàng bỏ ra để sở hữu vì số lượng nó có hạn. Hay như các trang web, app thương mại điện tử bây giờ thì hướng tới cái vị thế nhất đó chính là dễ nhất. Tức là làm sao cho khách hàng dùng app phải dễ sử dụng nhất, dễ mua hàng nhất. Đối với một vài cái sản phẩm dịch vụ đặc thù khác thì có thể chọn một cái vị thế nhất khác ngoài cái năm khía cạnh trên. Tuy nhiên hầu hết thì năm cái khía cạnh trên theo cái mô hình nhất này thì cũng đủ để xây dựng cho mình một cái vị thế để cạnh tranh và hướng tới. Một câu hỏi đặt ra là chọn vị thế nhất rồi, còn các khía cạnh khác thì sao? Các khía cạnh khác hoạt động ở cấp độ tiêu chuẩn nền tảng chung của thị trường là được rồi. Hiển nhiên là mình đừng làm quá tệ để phải bị tụt hậu lại.
Tránh đừng để mình rơi vào một cái tình trạng chung của nhiều nhà bán lẻ trên thị trường. Đó chính là cái gì cũng làm tốt, nhưng cuối cùng á, là không làm được cái gì tốt cả. Và dẫn đến á, là bị hút vào hố đen vì nguồn lực của chúng ta là hữu hạn. Chúng ta hãy nhìn lại cái mô hình nhắc một lần nữa. Chúng ta để ý thấy ở giữa là hố đen và xung quanh là các khía cạnh mà chúng ta có thể xây dựng cái vị thế nhất cho cái sản phẩm dịch vụ của mình. Hy vọng rằng các bạn hiểu được ý nghĩa của mô hình này và đừng để cho mình bị hút vào hố đen. Và chúng ta luôn nhớ, người thắng cuộc là người tìm ra được vị thế nhất nào đó. Hy vọng các bạn xem xong clip này thấy được điều gì đó có thể cải thiện cho việc kinh doanh của mình. Nếu thấy hay và hữu ích, các bạn hãy cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng.